Trước tiên không thể thiếu được rồi, đó là trứng. Các bạn chú ý là trứng gà ta và là trứng tươi. Một chút nước cốt cà phê, một chút mật ong, sữa đặc, bột cacao và đường kính. Công đoạn tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tách lòng đỏ và lòng trứng riêng với nhau để tí nữa chúng ta sẽ đánh bông lòng đỏ trứng. Đây là một công đoạn đối với cá nhân Thành thì rất là khó khăn. Tách, các bạn chú ý là tách càng hết lòng trắng càng tốt. Hôm nay Thành sẽ dùng 3 quả trứng. Chúng ta sẽ cho một chút đường thì sẽ tạo được cái ma sát, sẽ làm trứng nhanh chín hơn. Một chút mật ong cho nó thơm, để thức cà phê này sẽ có cái vị nó hơi có một gì đó rất giống vị bánh bông lan. Một chút sữa đặc. Chúng ta sẽ đánh bông nó lên. Sau khi trứng gà của chúng ta đã được đánh bông thì nước cốt cà phê này chúng ta có thể hâm nóng hoặc bắn lò vi sóng. Ở đây Thành đã bắn lò vi sóng rồi. Ta sẽ đổ cà phê vào. Các bạn chú ý tỷ lệ là 1:1 thì sẽ là tốt nhất. Chúng ta sẽ cho trứng lên. Wow. Chúng ta sẽ để co một chút bột cacao. Vị ngậy ngậy của trứng, vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa đặc cùng hòa quyện rất tuyệt vời.